Cục Đường bộ Việt Nam mới đây đã đề xuất một điều chỉnh quan trọng trong quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia, tập trung vào việc mở rộng hai tuyến cao tốc trọng điểm: Pháp Vân Phú Thứ và Bến Lức Trung Lương. Đề xuất này nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng giao thông và phát triển kinh tế khu vực trong tương lai. Theo kế hoạch mới, đoạn cao tốc Pháp Vân Phú Thứ sẽ được mở rộng từ 8 lên 10 đến 12 làn xe. Cụ thể, đoạn Pháp Vân Vành đai 4 sẽ có 12 làn xe, trong khi đoạn Vành đai 4 Phú Thứ sẽ có 10 làn xe. Tuyến cao tốc hiện tại đang khai thác 6 làn xe. Tương tự, cao tốc Bến Lức Trung Lương cũng dự kiến được mở rộng từ 6 lên 10 đến 12 làn xe. Đoạn Bến Lức Vành đai 4 sẽ được nâng cấp lên 12 làn, còn đoạn Vành đai 4, Trung Lương sẽ có 10 làn xe. Tuyến cao tốc này hiện đang khai thác 4 làn xe. Ngoài hai tuyến cao tốc chính, Cục Đường bộ Việt Nam còn đề xuất mở rộng quy mô của các tuyến Cần Thơ Cà Mau và Nội Bài Bắc Ninh Hạ Long từ 4 lên 6 làn xe. Đồng thời, hai tuyến cao tốc mới là Cà Mau đất mũi và quảng ngãi con tum cũng được bổ sung vào quy hoạch